Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Các bạn biết là được mới vừa đi lên tiệm làm thì mình đã nhìn cái đồng hồ đo nhiệt độ ở trong nhà thì nó nằm tầm khoảng là 33 độ C, hiện tại là nhiệt độ trong nhà ha. Còn ở ngoài đường thì mình nghĩ nó sẽ lên hơn trên khoảng 35 độ C trở lên. Thì khi lên tiệm các bạn biết là cái tiệm của mình đây là rất là nóng. Rất là nóng. Lúc trước mình có dùng một cái ống nước để mình xả nước ở trên cái mái nhà để cho nó mát bớt cái tiệm. Và mình sẽ sử dụng hai lớp xốp để mình cắt cái nhiệt ở trên bớt cái mái tôn xuống. Tại vì đây là cái mặt bằng mình thuê nên là cũng không dám đầu tư nhiều. Với lại là các bạn biết là khi mà mình thuê vào cái công việc, nếu mà công việc nó không suôn sẻ thì mình khi mà mình đầu tư vào thêm cái mặt bằng thì nó sẽ rất tốn kém cho mình. Nên do đó mình sẽ cố gắng mình tận dụng, hạn chế bớt những phần đầu tư nào thì càng tốt của nó. Tuy nhiên mình sẽ có những cái cách để mình làm sao để giảm nhiệt bớt cho cái tiệm của mình để bảo vệ được máy móc. Thì khơi với nhiệt độ này thì không biết các anh chị nghĩ sao, chứ mình thì theo mình trong quá trình mình làm photo hoặc là mình chạy máy thì mình thấy đối với ở những nhiệt độ mà thời tiết nó cao, nhiệt độ thời tiết cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái máy photo của mình, nhất là đặc biệt là trong cái quá trình nếu mà trong những cái buổi trưa nắng như thế này mà mình chạy máy thì nó sẽ dễ gây ra các hiện tượng đóng từ nhiều hơn. Các anh chị biết là đối với khi mà nhà sản xuất cái máy photocopy thì hầu như là đa số là họ sản xuất từ bên Nhật là chủ yếu ha, trên Nhật hoặc là những cái nước như ở bên Mỹ hoặc là Canada. Thì ở bên những cái nước đó thì đa số cái thời tiết á, nó sẽ mát hơn ở Việt Nam rất là nhiều, nên do đó là họ sản xuất theo cái tiêu chuẩn của bên họ. Thì các bạn để ý nè, hầu như là ở cái máy photo nào nó vẫn đều có cái bộ phận sấy giấy ở nằm ở phía dưới cùng của cái lớp khay A3. Các anh chị mở phần khay A3 ra thì các anh chị sẽ thấy có một cái cục màu, cái cục vuông, nó có thể màu vàng hay màu hồng gì đó. Thì các anh chị đừng có sờ nó nha, sờ là có thể là phỏng tay đó. Các anh chị hơi để cái tay lên trên mặt thôi thì các anh chị cảm thấy cái hơi nóng nó bốc lên. Đó là mục đích của nhà sản xuất, là khi mà đối với nhiệt độ mà nó thấp, nhiệt độ lạnh thì cái đó nó có tác dụng là sấy giấy để tránh cái tình trạng là giấy nó bị, thứ nhất là nó bị nhão, thứ hai là nó bị hít giấy, hoặc là trong quá trình mà mưa nhiều nếu mà ẩm, độ ẩm giấy thì giấy nó sẽ dính với nhau, và trong đó khi mà máy chạy photo nó sẽ hút một, nó sẽ bốc một lần hai tờ nó chạy lên thì chắc chắn các anh chị sẽ thấy những cái hiện tượng đó. Còn đối với ở phía sau máy, ở phía khay bát, người ta vẫn có trang bị một cái quạt hút để nó hút nóng ở từ trong cái bộ phận ở dưới bộ phận gương chụp là hút ra, thì trong quá trình chụp nó vẫn sinh nhiệt để nó hút ra ngoài ở phía sau. Còn đối với ở trên cái bộ sấy chúng ta, các anh chị thấy là đối với bộ sấy chúng ta bình thường ấy, các anh chị thấy là nếu ở nhiệt độ sấy mà các cài đặt trong máy thì nó nằm khoảng 190 độ C hoặc là có thể cao hơn đến 205 độ C tùy theo dòng máy nha. Thì các anh chị thấy là ở đối với một cái mức độ đó thì cái máy nó rất nóng, rất là kinh khủng, để nó sấy chín được cái mực để nó dính vào trên giấy. Thì do đó các anh chị là cái mức độ chịu đựng nhiệt của cái máy chúng ta rất là lớn. Do đó ở phía sau cái máy á, thì nhà sản xuất cũng đã đặt một cái quạt hút để nó hút bớt nhiệt độ nóng từ ở trong cái bộ phận sấy, nó sẽ hút ra phía sau và nó thải xuống phía dưới. Còn đối với trong ngoài phía sau cái bộ phận ổ cứng thì nó vẫn có hai cái quạt để nó hút. Nếu các anh chị các bạn để ý thì khi mà các anh chị và các bạn mở máy ra, ở phía trên cái hộp từ thì nó sẽ có một cái quạt, một hoặc hai cái quạt nhỏ để nó quạt mát cái hộp từ. Còn đối với phần rum, đối với phần beo thì nó sẽ có một cái quạt, nó nằm ở trong cái phần ốp ở phía ngoài của cái cây mà đẩy beo lên xuống đó, thì nó sẽ sử dụng cái quạt đó, nó sẽ làm dịu bớt cái phần rum. Thì khi máy chạy ra đã sinh nhiệt rất nhiều cộng thêm nhiệt độ thời tiết nóng thì nó sẽ gây ra các hiện tượng như là đóng cục nè, đóng cục từ nó dễ bị đóng cục hoặc là từ nó dễ, khi mà nó chạy nó dễ đóng những cái cục nhỏ để làm cho những cái bản in nó hay bị xước, hoặc là nó cũng thể ảnh hưởng tới mực. Đối với các anh chị, có nhiều lúc các anh chị sẽ khi mà máy hư, các anh chị mà chưa có để làm nguội máy, các anh chị mở ra các anh chị thấy hộp từ rất là nóng. Rất là nóng, do đó nó nếu với thời cộng với thời tiết này nữa thì nó bị dễ bị sinh nhiệt, nó sẽ gây ra đóng cục từ. Và đa số khi mà mình chạy ở những cái thời tiết như thế này vào những cái mùa
chuẩn bị vào mùa hè hoặc là gần gần tới và thời tiết nhiệt độ nó cao thế này thì mình cảm thấy là từ nó dễ bị đóng hơn và nó sẽ gây ra máy bị của mình nó bị hay bị đứng từ nhiều hơn là ở những cái thời tiết vào mùa mưa hoặc là mùa có cái khí hậu nó dịu hơn. À, nên do đó khi mà các anh chị và các bạn mua máy về thì các anh chị phải lựa những nơi mà bằng phẳng, thứ nhất là bằng phẳng tránh cho máy cho từ nó không bị dồn vào phần nào hết. Do đó là khi đặt máy phải đặt ở mặt một mặt phẳng. À, không cho máy nghiêng hoặc là máy trên. Thứ hai nữa là nơi đặt máy phải thoáng không khí. À, mục đích là thoáng không khí để cho có những không khí lùa hoặc là những nơi mà có gió lùa vào để cho nó làm dịu bớt máy. Hoặc là trong quá trình chạy đối với số lượng nhiều thì các anh chị nên tốt nhất thì các anh chị nên mở cái nắp máy ra. À, mở cái nắp máy ra mục đích làm gì? Mở nắp máy ra các anh chị sử dụng hai cái vật để chúng ta gắn vào hai cái chốt đóng mạch ở trên cái cửa trước máy và chúng ta mở máy ra. Mục đích của mở máy ra là khi các anh chị chạy biết không, tức là một cái luồng không khí nóng nó trong nó bốc ra cộng thêm quạt thì nó sẽ hút được không khí mát ở ngoài nó đưa vào trong máy. À, thì nó sẽ làm dịu bớt máy chúng ta. À, và do đó khi mà các anh chị tăng cường quạt, nếu mà tăng cường quạt ở phía sau thì các anh chị nên tránh những cái hiện trạng như là các anh chị là đưa quạt trực tiếp vào trong những cái lỗ mà hút gió ở trong ra. Thứ nhất là khi mà chị đưa qua thì quạt chúng ta sẽ mạnh hơn thì nó sẽ vô tình nó sẽ đẩy không khí vào và nó làm nóng thêm cái máy. Do đó các anh chị khi đặt máy các anh chị nên chú ý tức là không khí phải có gió thoáng mát. Thứ hai nữa là phải có phải hỗ trợ thêm quạt đối với trong những cái mùa nắng nóng này hoặc là với những cái tài liệu mà chúng ta chạy nhiều thì chúng ta cần hỗ trợ thêm để cho nó cái máy của mình chạy nó sẽ mát hơn. À, nó sẽ tránh cái tình trạng hư hỏng về cái vấn đề mà hay đóng đóng cục đối với bộ phận từ. Nên do đó khi mà thời tiết nắng nóng thế này thì các anh chị và các bạn nên là chú ý để chúng ta bảo vệ máy chúng ta tốt hơn. À, khi các anh chị mà nghỉ trưa thì các anh chị nên mở cái bộ phận sấy ra và chúng ta kéo ra ngoài để cho cái nhiệt độ nó làm mát máy nhanh hơn, mát bộ sấy nhanh hơn, làm giảm nhiệt trong cái máy nó sẽ nhanh hơn. À, chúng ta xin mở nắp ra, mở cái nắp máy ra để cho cái nó có không khí trao đổi vào thì nó sẽ làm mát máy dịu hơn. Và còn một cái nữa đó là khi mà các anh chị tắt máy á, thì các anh chị nên rút điện nguồn luôn. Tại vì khi mà các anh chị để máy á, thì các anh chị tắt máy nhưng mà cái bộ phận ở phía sau main nó vẫn có một cái chế độ nó hoạt động ở cái bộ phận sấy giấy. Thì do đó ở với những cái thời tiết nắng nóng như thế này thì các anh chị nên khi mà các anh chị đã tắt máy thì các anh chị luôn rút nguồn điện, không cấp nguồn điện cho máy nữa thì tránh tình trạng là máy nó sẽ hoạt động theo cái bộ phận sấy giấy. Rồi đó là một cái chút ít cái kinh nghiệm mà mình cảm nhận được trong cái mùa nắng này và chuẩn bị sắp tới mùa hè. Thì có những cái nó bị ảnh hưởng của máy đối với do thời tiết nhiệt độ cộng hưởng thêm. À, do đó đó là nó sẽ có những cái hiện trạng đó, do đó là các bạn các anh chị nên bổ sung thêm cho máy là những cái quạt để cho nó làm dịu máy hơn ha. À, hy vọng là video nó sẽ có ích cho tất cả các anh chị và các bạn mới vào nghề sẽ biết được thêm một chút kinh nghiệm để cho bảo vệ máy của mình được tốt hơn. À, rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. À, nếu các anh chị và các bạn cảm thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ tinh thần cho video ha. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đô Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình chia sẻ những video mới lên về kiến thức in ấn hoặc là sử dụng máy móc hoặc là có những vấn đề gì mới về máy móc thì các anh chị là người có thể theo dõi được. Và bây giờ xin chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công trên công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.